Thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương đồng loạt lao dốc trong phiên ngày 2 tháng 8 sau khi cơ quan xếp hạng Fitch hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ từ 3A xuống AA+, với lý do suy giảm tài chính dự kiến trong 3 năm tới. Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng điều này sẽ châm ngòi cho làn sóng rút khỏi các tài sản rủi ro và trú ẩn vào những tài sản an toàn hơn. Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản trượt mạnh 2,3%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông lao dốc 2,47%, dẫn đầu mức giảm trong khu vực. Trong khi thị trường Trung Quốc đại lục cũng nằm trong vùng tiêu cực, với chỉ số Shanghai Composite hạ gần 0,9%. Trong khi đó, chỉ số S&P ASX 200 của Australia giảm gần 1,3%, một ngày sau khi ngân hàng dự trữ nước này giữ nguyên lãi suất cơ bản. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm sâu 1,9% sau báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng 7 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất trong hơn 2 năm. Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng đầu tháng 8 phần lớn ghi nhận xu hướng giảm, tuy nhiên thì lãi suất tại một số kỳ hạn được điều chỉnh tăng nhẹ. Ở khối ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, lãi suất tiền gửi tiết kiệm được giữ nguyên so với tháng 7. Theo đó, BIDV, Vietcombank, Vietinbank đều niêm yết lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng là 5% một năm, còn kỳ hạn 12 và 24 tháng là 6,3% một năm. Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, biểu lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh giảm với mức giảm thêm từ 0,1% đến 2,2% tùy kỳ hạn. Tuy nhiên, lãi suất tại một vài kỳ hạn được điều chỉnh tăng nhẹ, như tại CB Bank, lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng từ 7,2% lên thành 7,3% một năm. Việt Banh cũng tăng nhẹ lãi suất thêm 0,1% một năm với các kỳ hạn trên 5 tháng khi gửi tiền trực tuyến. Công ty cổ phần chứng khoán VN Direct dự báo lãi suất huy động bình quân có thể về mức từ 6,5 đến 6,8% một năm vào cuối năm nay và xuống thấp hơn nữa vào năm tới. Dòng tiền của nhà đầu tư vì thế có thể dịch chuyển một phần sang các kênh đầu tư khác để hưởng mức lãi suất cao hơn. VN Direct cho rằng xu hướng này sẽ rõ nét hơn trong giai đoạn cuối năm 2023. Thưa quý vị, IFRS là chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Nội dung được thiết kế và phát triển bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế. Sự ra đời của IFRS cung cấp một khuôn khổ quốc tế về cách lập và trình bày báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng một cách hệ thống và minh bạch hơn. Vì thế, Ngân hàng Thế giới khuyến cáo các quốc gia nên ưu tiên chấp nhận IFRS bởi các chuẩn mực này được quốc tế chấp nhận rộng rãi. Những năm qua, Ngân hàng Thế giới đã chấp nhận IFRS và dựa theo nội dung này làm cơ sở cho việc trình bày các báo cáo tài chính được đệ trình của những khách hàng sử dụng các khoản vay và tín dụng của ngân hàng này. Dù vậy, tại Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng chuẩn mực này vẫn còn khá ít ỏi, dù có tăng lên trong những năm qua nhưng vẫn chưa trở nên phổ biến như kỳ vọng. Nhận thức được rõ vai trò của IFRS trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp đại chúng tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã đưa ra lộ trình áp dụng IFRS tại doanh nghiệp. Trong đó, từ sau năm 2025 là giai đoạn bắt buộc. Vì thế, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với những kiến thức về kế toán, kiểm toán quốc tế, mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc đã triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực về kế toán công chứng và chương trình đào tạo nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn và năng lực cạnh tranh quốc tế thông qua chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS. Chúng tôi sẽ có những kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và những cộng đồng nguồn lực trên toàn cầu để sao cho có thể mang thêm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ những cái công cụ, những cái kiến thức và những cái mạng lưới tốt hơn để có thể tăng khả năng cạnh tranh trong thời gian tới. Và cái điểm thứ hai là chúng tôi có một mạng lưới nhân tài ACCA gồm hàng nghìn hội viên và rất nhiều học viên ở trên cả nước và cộng đồng hơn 50 trường đại học cao đẳng liên kết với ACCA. Thì qua đó chúng tôi có thể là tự tin hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình phát triển nguồn nhân lực. Theo khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới, các quốc gia nên ưu tiên chấp nhận IFRS hơn là xây dựng các thông lệ kế toán theo điều kiện của từng nước, bởi các chuẩn mực này được quốc tế chấp nhận rộng rãi. Điều này không chỉ giúp cho các doanh nghiệp nước ngoài khi muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu và tiếp cận thông tin một cách minh bạch hơn thông qua báo cáo tài chính, mà còn mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt là về mặt quản trị nhân sự. Thì với cái việc là hội nhập kinh tế như vậy thì cái thông tin tài chính của doanh nghiệp Việt Nam ngày càng minh bạch, càng tin cậy hơn ở trong các cái mắt các cái nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy là có rất là nhiều cơ hội để hội nhập trong việc là tăng cường cái năng lực của cái đội ngũ nhân sự, kế toán, rồi cải thiện về mặt quy trình, hệ thống kiểm soát nội bộ khi mà áp dụng IFRS. Chúng ta sẽ có cái thông tin để mà so sánh giữa các cái doanh nghiệp với nhau và
cơ sở này để gì? Để cho các nhà đầu tư họ dựa vào đó để họ đánh giá, họ xem xét, thì doanh nghiệp mà đánh giá xem xét đó sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể huy động được cái nguồn vốn, có thể đi vay, hoặc thậm chí là thông qua cái báo cáo tài chính đó thì giúp cho doanh nghiệp minh bạch cái báo cáo tài chính. Nhận thức được rõ vai trò của IFRS trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp đại chúng tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã đưa ra lộ trình áp dụng chuẩn mực này, trong đó từ sau năm 2025 là giai đoạn bắt buộc. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, doanh nghiệp cần chủ động tự đánh giá và sắp xếp lại hệ thống để có thể sẵn sàng chuẩn bị áp dụng IFRS. Về mặt con người, doanh nghiệp phải chuẩn bị về cái đội ngũ đào tạo bài bản thông qua các tổ chức uy tín để chúng ta nắm được những cái kiến thức tổng quan cũng như là các kiến thức chi tiết khi mà doanh nghiệp thông qua áp dụng về cái IFRS. Cái thứ hai, tôi thấy rằng là về phía doanh nghiệp thì các lãnh đạo doanh nghiệp cũng còn phải đánh giá được cái tổng quan, cũng phải hỗ trợ cho cái việc thông qua này, hỗ trợ thông qua con người, hỗ trợ thông qua nguồn lực để chúng ta áp dụng thời gian tới. Khi áp dụng IFRS, các doanh nghiệp nói chung sẽ phát sinh một số chi phí đầu tư ban đầu phục vụ cho việc đào tạo lại nguồn nhân lực, đồng thời cũng thay đổi hệ thống thông tin, phần mềm kế toán. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu là tương đối lớn, nhưng xét về lâu dài thì những lợi ích từ việc minh bạch hóa thông tin, thu hút nhà đầu tư không những sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn các chi phí ban đầu mà còn giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Giải ngân đầu tư công thành phố Hồ Chí Minh 7 tháng đầu năm chỉ đạt hơn 26%, thấp hơn cả mục tiêu đến hết tháng 6 phải đạt 35%. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các dự án chưa giải ngân cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và có đề xuất ngay các giải pháp, tập trung giải ngân vốn cho các dự án đang thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng chiếm 1/3 tổng vốn đầu tư công của thành phố, hơn 20.000 tỷ đồng. Đây là công việc khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực từ các đơn vị liên quan, vì nó sẽ quyết định đến kết quả giải ngân các tháng còn lại của thành phố. Liên quan tới dự án nhà ở xã hội được quan tâm nhất thời gian qua, chủ đầu tư dự án NHS Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, sau sự kiện bốc thăm thành công hồi tháng 5, công ty đã gửi danh sách 149 người bốc trúng suất mua tới Sở Xây dựng Hà Nội để các cơ quan chức năng thẩm định lại. Kết quả phát hiện có 7 trường hợp đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở tại các vị trí khác hoặc nhà đất vượt quá 10m2 trên một người, nhưng vẫn tham gia bốc thăm. Thậm chí có trường hợp đã có sổ đỏ 300m2 đất. Điều này làm giảm mất cơ hội bốc thăm trúng suất mua nhà của những người có nhu cầu thật khác. Công ty đã hủy quyền mua của các trường hợp này và sẽ tổ chức bốc thăm lại lần 2 để tìm khách hàng mới thay cho 7 trường hợp trên. Thời gian tiến hành sẽ được thông báo sau. Giá bán tại các căn hộ nhà ở xã hội tại đây khoảng 19,5 triệu đồng trên 1m2. Tuy cao hơn so với giá nhà ở xã hội cách đây vài năm trước, nhưng vẫn rẻ hơn 1/2, thậm chí là 1/3 so với các chung cư khác cùng khu vực. Bộ Công Thương cho biết đã hoàn tất xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Theo đó, thì Bộ Công Thương đề xuất 2 trường hợp mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn thuộc nhóm sản xuất. Phương án 1, doanh nghiệp có thể mua bán điện trực tiếp thông qua đường dây riêng do tư nhân đầu tư, không phải mua bán điện thông qua EVN. Phương án 2, doanh nghiệp và bên phát điện có thể mua bán điện thông qua hệ thống lưới điện quốc gia. Việc mua bán điện không thông qua EVN sẽ giúp giảm gánh nặng cho ngành điện trong việc đầu tư nguồn phát, đường dây truyền tải, đồng thời thúc đẩy sự tham gia nhiều hơn của các doanh nghiệp tư nhân ngoài ngành điện. Trong nhiều trường hợp, doanh nghiệp sẽ được mua điện rẻ hơn, nhưng cũng có thể sẽ phải mua giá cao hơn, theo diễn biến giá thực tế của chi phí đầu vào của đơn vị phát điện. Thưa quý vị, hoạt động du lịch của thành phố Đà Nẵng đang từng bước được phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Trong 7 tháng đầu năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống của thành phố này ước đạt gần 13.000 tỷ đồng, tăng 39,5% so với cùng kỳ. Theo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, tính riêng tháng 7 năm 2023, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt gần 2,2 nghìn tỷ, tăng 6,3% so với tháng 6 và tăng 30,7% so với tháng cùng kỳ năm 2022. Số lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ trong tháng 7 ước đạt 782.000 lượt, tăng 5,3% so với tháng trước đó và tăng 78,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng cũng cho biết, hoạt động du lịch Đà Nẵng đang từng bước phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Các sự kiện lễ hội liên tục được tổ chức, góp phần tạo không khí sôi động, tươi mới, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, trải nghiệm.
Thưa quý vị, trước thông tin nhiều nước cấm xuất khẩu gạo, ngay lập tức thì đã tác động đến giá lúa tại đồng bằng sông Cửu Long. Tại Đồng Tháp thì nông dân đang thu hoạch cuối vụ lúa hè thu năm 2023. Người dân đang rất phấn khởi khi mà lúa được mùa, được giá. So với cùng kỳ năm trước thì giá lúa đã tăng tới 1.000 đồng trên 1 kg, đã khiến cho nhiều hộ dân vui mừng khi mà gỡ gạc lại vụ hè thu năm trước. Mới sáng sớm tại ổ bào sản xuất nông nghiệp số 24 xã Phú Đức, huyện Tam Nông đã rộn ràng việc thu hoạch và bán lúa. Mặc dù giá lúa OM18 hôm nay bà con bán cho thương lái chỉ được 6.850 đồng trên 1 kg, thay cho giá tăng hiện tại là 7.200 đồng trên 1 kg vì đã nhận cọc từ trước. Thế nhưng mọi người đều rất phấn khởi vì việc mua bán chưa bao giờ dễ dàng như bây giờ. Nói ngay thì mình bán bỏng cái giá đó là mình cũng phấn khởi rồi, mà bữa nay nghe tăng lên nữa mà thương buôn á căng là rất là ok, ghe cộ là lúa ra nhiêu là đem lại hết, ra là bao nhiêu là xuống ghe bao nhiêu. Còn một lần thì căng nhiều khi là lúa ra mà căng liền là nó trừ mình mỗi 1 tấn 5 kg, còn bây giờ là ra nhiêu xuống luôn không có trừ. Mặc dù những ngày qua trời có mưa nhưng do chủ động thoát nước nên ngập úng đã không xảy ra, từ đó việc thu hoạch lúa cũng được thuận lợi hơn. Với giá lúa đang nóng lên từng ngày, các hợp tác xã cũng đang chuẩn bị tốt cho việc bơm tưới để bà con vệ sinh đồng ruộng, xuống giống vụ thu đông tiếp theo. Mới 18 thì lên nước là cho bà con vệ sinh đồng ruộng, thì quay lại là chìm nước lợi cho bà con xã xuống giống. Thì dù giá lúa tăng giảm như thế nào thì nông dân chúng tôi cũng tham gia sản xuất để thứ nhất là để giảm chi phí, thứ hai là tăng lợi nhuận. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã thu hoạch được hơn 120.000 trên 185.000 hecta vụ lúa hè thu. Song song với đó, nông dân đã xuống giống 90.000 hecta lúa vụ thu đông trên 113.000 hecta kế hoạch. Với thông tin các nước dừng xuất khẩu gạo và dự báo El Nino tác động xấu đến sản xuất lúa gạo toàn cầu, nhu cầu mua lương thực phục vụ tiêu dùng và tích trữ tăng chắc chắn sẽ kéo giá lúa gạo tăng cao trong thời gian tới. Giá thành là nó đóng cái vai trò tiên quyết trong cái việc mà để chào giá cạnh tranh với các nước trong cái việc xuất khẩu gạo trên thế giới. Khi mà hạn như là bất cứ một cái nước nào họ tạm ngưng xuất khẩu thì cơ hội của mình, nhưng mà cơ hội của mình thì phải nắm bắt cơ hội đó và làm phải thật là tốt hơn. Như vậy thì chúng ta mới giữ vững được cái thị trường lúa gạo chúng ta, không những trong cái thời gian mà 1-2 tháng sắp tới mà trong cái thời gian nó còn dài hạn hơn nữa. Giá lúa tăng làm cho nông dân phấn khởi là điều đương nhiên. Tuy nhiên bà con nông dân cũng phải canh tác mùa vụ đúng khuyến cáo của ngành chức năng về lịch làm đất, xuống giống và cơ cấu giống phù hợp để đảm bảo sản xuất thắng lợi trong vụ mùa tiếp theo. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành chỉ thị về tăng cường công tác xuất khẩu gạo trong tình hình mới. Cụ thể, đề xuất giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn theo dõi, dự báo và nắm chắc tình hình sản xuất để bảo vệ an toàn các vụ sản xuất, đảm bảo mục tiêu 43 triệu tấn lúa của năm 2023. Đối với Bộ Công Thương, cần tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu gạo trên cơ sở theo dõi chặt chẽ và dự báo sát tình hình xuất, nhập khẩu, nhu cầu tiêu thụ, giá cả lương thực trong khu vực và trên thị trường thế giới để có các biện pháp chủ động, linh hoạt, điều tiết việc kinh doanh, xuất khẩu gạo, đồng thời phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ động đàm phán để đa dạng hóa các thị trường xuất khẩu, tận dụng cơ hội chiếm lĩnh các thị trường mới, tiềm năng để tăng cường tính cạnh tranh cho ngành hàng gạo Việt Nam. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn dự kiến sản lượng lúa năm nay có thể đạt trên 43 triệu tấn. Việt Nam có xuất khẩu đến 8 triệu tấn gạo hoặc cao hơn nữa trong năm nay, thì trong nước cũng không lo thiếu gạo, đảm bảo an ninh lương thực. Đây là thông tin khẳng định từ ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng Trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Lãnh đạo Cục Trồng Trọt cho rằng diễn biến giá gạo thế giới tăng cao những ngày gần đây là thời cơ để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gạo. Cần phải tận dụng để nâng cao thu nhập cho người trồng lúa, nếu không tranh thủ sẽ lỡ mất cơ hội này. Kế hoạch năm nay, cả nước gieo cấy 7,1 triệu hectare, sản lượng dự kiến đạt trên 43 triệu tấn lúa. Mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được khi theo tính toán hiện nay, sản lượng lúa có thể đạt 43,1 đến 43,2 triệu tấn, thậm chí có những kịch bản còn cao hơn. Để tận dụng, nắm bắt thời cơ xuất khẩu gạo, Cục Trồng Trọt đã bố trí nâng diện tích trồng lúa trong vụ thu đông ở đồng bằng sông Cửu Long lên 700.000 hectare, trong khi theo kế hoạch từ đầu năm là khoảng 650.000 ha. Dự kiến năm nay, Việt Nam sẽ xuất khẩu trên 7 triệu tấn gạo. Hiện nay, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh xuất khẩu gạo, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến an ninh lương thực trong nước. Với sản phẩm tôm xuất khẩu, sau nửa đầu năm đối diện với tình hình ảm đạm, hoạt động xuất khẩu tôm của Việt Nam đang dần hồi phục với lượng đơn đặt hàng từ các nhà nhập khẩu tăng trở lại.
Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP, một số doanh nghiệp có đơn đặt hàng tăng từ 20 đến 30% so với quý trước. Bên cạnh đó, các hợp đồng với giá trị lớn cũng được ký kết, chủ yếu đến từ các nhà nhập khẩu quan trọng từ Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc. VASEP nhận định có 3 yếu tố tích cực tác động đến xuất khẩu tôm. Một là hàng tồn kho tại các thị trường nhập khẩu giảm do lạm phát hạ nhiệt. Hai là nhu cầu mặt hàng tăng nhằm phục vụ mùa lễ hội cuối năm. Và ba là nguồn cung ổn định khi các nước như Ecuador, Malaysia kết thúc thu hoạch tôm chính vụ. Ngoài kỳ vọng vào sức tiêu thụ từ Mỹ, sự ổn định của thị trường EU và dư địa gia tăng thị phần ở thị trường Trung Quốc, VASEP đánh giá ngành tôm còn thêm trợ lực khi gói tín dụng 15.000 tỷ đồng vừa được chính phủ ban hành. Điều này giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để thu mua tôm với giá cao hơn cho bà con yên tâm thả nuôi vụ mới. Thưa quý vị, sau 4 năm bị cấm, trứng gia cầm và sản phẩm trứng gia cầm của Việt Nam lại được xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông, Trung Quốc. Cục Thú y cho biết ngày 31 tháng 7, Cục Vệ sinh Môi trường và An toàn Thực phẩm Hồng Kông đã gửi thư thông báo gỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu trứng gia cầm, sản phẩm trứng gia cầm từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai của Việt Nam. Theo đó, từ tháng 8 năm 2023, các doanh nghiệp, trang trại và người chăn nuôi trên địa bàn các tỉnh nói trên đã có thể xuất khẩu chính ngạch trứng và sản phẩm trứng gia cầm sang Hồng Kông. Tuy nhiên, thì các lô hàng xuất khẩu phải được Cục Thú y kiểm tra và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu theo mẫu và nội dung đã thống nhất với phía Hồng Kông. Trong phần tiếp theo của chương trình, phát hiện nhiều sai phạm trong khai thác đất đắp nền cao tốc ở Đồng Nai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Vinh đã khởi tố 7 điều dưỡng, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Thái An trục lợi bảo hiểm. Hà Nội ghi nhận nhiều ca mắc tay chân miệng bị biến chứng nặng. Thưa quý vị, theo kết quả kiểm tra của ngành chức năng Đồng Nai, các đơn vị liên quan có nhiều sai phạm trong quá trình khai thác đất đắp phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây đoạn qua Đồng Nai, chủ yếu là khai thác vượt diện tích được cấp phép, không tuân thủ phương án đã phê duyệt, chậm hoàn thổ. Tại dự án cải tạo đất nông nghiệp kết hợp thu hồi vật liệu sàn lấp phục vụ cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây trên địa bàn xã Xuân Hưng, xã Suối Cát do liên danh Vinaconex trùng chính thực hiện, kết quả kiểm tra cho thấy dự án xảy ra tình trạng khai thác vượt diện tích được cấp phép, khai thác khi chưa có sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, khai thác xong nhưng không hoàn thổ lớp mặt đất theo quy định, không phân tầng khai thác tạo mái dốc không đúng, nguy cơ gây mất an toàn. Hiện tỉnh Đồng Nai đã giao cho các đơn vị liên quan vào cuộc xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản tại các dự án cải tạo đất ở xã Xuân Hưng, đồng thời xem xét đưa ra hình thức xử lý đối với những đơn vị vi phạm tại dự án cải tạo đất ở xã Suối Cát. Thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông xác nhận, trên địa bàn vừa xuất hiện vết nứt gãy dài hàng trăm mét tại xã Quảng Trực sau 2 tiếng nổ lớn trong đêm. Cụ thể, vào khoảng 23 giờ ngày 31 tháng 7 và 1 giờ ngày 1 tháng 8, trên địa bàn xã Quảng Trực xảy ra 2 tiếng nổ lớn bất thường. Đến sáng ngày 1 tháng 8, người dân bất ngờ phát hiện nhiều vết nứt gãy trên mặt đất với chiều dài khoảng hơn 200 mét. Thông tin nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức đã chỉ đạo di rời 17 hộ dân với 53 nhân khẩu đến nơi an toàn. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Đức đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông cùng các cơ quan liên quan khảo sát, làm rõ hiện tượng nứt gãy tại xã Quảng Trực để có biện pháp ứng phó và xử lý. Thưa quý vị, những nhà hàng buffet là nơi có các món ẩm thực đa dạng và thực khách thường sẽ phải trả một số tiền nhất định để có thể thưởng thức các món ăn một cách thoải mái. Tuy nhiên thì không phải ai cũng có điều kiện để đi ăn tại các nhà hàng này. Nhằm tạo trải nghiệm mới mẻ và thú vị cho những người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh, mỗi tháng một lần, quán buffet đặc biệt với giá chỉ 1.000 đồng được mở để chào đón những người lao động nghèo. Quán buffet đặc biệt này có địa chỉ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ với 1.000 đồng, thực khách có thể thưởng thức một bữa đại tiệc buffet nướng với hơn 40 món ăn, từ những món như thịt gà, thịt heo, thịt bò đến các loại hải sản như mực, tôm càng, tôm hùm. Để phục vụ khoảng 200 đến 300 thực khách, từ sáng sớm, quán đã tất bật chuẩn bị khoảng 200kg nguyên liệu. Chi phí của mỗi lần tổ chức là khoảng 30 triệu đồng, trích ra từ lợi nhuận của quán và một phần do chính các nhân viên đóng góp. Bữa tiệc buffet 1.000 đồng này không chỉ đem lại bữa ăn ấm lòng cho những người lao động, giúp họ có thêm động lực để vượt qua khó khăn trong cuộc sống, mà nó còn lan tỏa ý nghĩa đầy nhân văn giữa nhịp sống hối hả thường ngày.
Thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 7 bị can là các điều dưỡng, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thái An để điều tra hành vi gian lận bảo hiểm y tế. Cơ quan công an xác định, một số đối tượng trên địa bàn thành phố Vinh và các địa bàn phụ cận có ý định muốn trục lợi tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm thương mại nên đã liên kết 5 điều dưỡng viên và 2 bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Thái An tại thành phố Vinh để lập khống hồ sơ. Chi phí lập khống mỗi bộ hồ sơ bệnh án là 500.000 đồng. Điều dưỡng nào trực tiếp lập khống hồ sơ bệnh án được nhận 300.000 đồng, số tiền còn lại cuối tháng chia đều trong khoa. Từ năm 2011 đến đầu năm 2023, nhóm các bác sĩ và điều dưỡng viên Bệnh viện Đa khoa Thái An đã lập khống 153 hồ sơ bệnh án, bỏ túi số tiền hơn 2 tỷ đồng. Thưa quý vị, thời điểm này, tình hình dịch bệnh tay chân miệng đang có những diễn biến phức tạp khi mà Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội mỗi ngày tiếp nhận hàng chục ca mắc, trong đó nhiều ca bị biến chứng nặng. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã có gần 35.000 trường hợp mắc tay chân miệng và đã có 15 ca tử vong. Đáng nói, có sự gia tăng đáng kể của các ca dương tính với chủng EV71. Theo các chuyên gia, chính đặc điểm này đã khiến cho các ca bệnh tay chân miệng diễn biến nặng hơn nhiều so với các năm trước đây. Nguy hiểm hơn, các bậc phụ huynh thường nhầm lẫn các dấu hiệu của bệnh tay chân miệng với các bệnh khác và nhiều trẻ nhỏ không được điều trị một cách kịp thời. Điều này đã dẫn đến sự nguy hiểm, nhất là khi có những biến chứng xảy ra. Thông thường, trẻ mắc tay chân miệng ở mức độ nhẹ có thể điều trị và theo dõi tại nhà. Tuy nhiên, khi bệnh vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vaccine phòng ngừa, thì phụ huynh nên sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời, tránh hậu quả đáng tiếc. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, trong những tuần qua, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết được phát hiện ở thành phố tăng lên gần 300 ca, tương đương với gần 13% so với trước. Các ổ dịch mới được ghi nhận ở nhiều quận, huyện, trong đó có quận 1, quận 8, huyện Bình Chánh và Nhà Bè. Theo đó, thì các ngành chức năng của thành phố đã quyết liệt xử lý ổ dịch và ngăn chặn sốt xuất huyết lây lan trong dân cư. Qua kiểm tra các ổ dịch trên địa bàn huyện Nhà Bè, cơ quan chức năng ghi nhận công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại đây còn lơ là và lỏng lẻo. Mặc dù đã liên tục được giám sát, nhắc nhở, nhưng vẫn còn nhiều khu vực có tỷ lệ muỗi vằn rất cao, tiềm ẩn nhiều nguy cơ sốt xuất huyết. Từ đầu năm đến nay, huyện Nhà Bè đã có gần 200 điểm nguy cơ và 5 ổ dịch. Mặc dù ngành y tế đã triển khai khá quyết liệt những giải pháp, nhưng do địa bàn rộng, các vùng ven sông hồ cũng như các bụi cây và các bãi đất trống, phế liệu ngoài trời rất khó kiểm soát. Còn tại quận Nhất, quận 8, huyện Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, gần đây cũng ghi nhận thêm nhiều ổ dịch mới. Cơ quan chức năng cũng buộc phải tăng cường các hình thức xử lý mạnh đối với những cá nhân, tập thể cố tình vi phạm để bùng phát dịch bệnh, đồng thời triển khai hoạt động vệ sinh tổng thể các khu dân cư, xử lý môi trường để ngăn dịch lây lan. Để ngăn chặn sự gia tăng của các ổ dịch sốt xuất huyết, thì ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân cũng đặc biệt quan trọng. Trước tình trạng một số cây xanh trong công viên bị ngã đổ, e ngại sự cố tiếp tục xảy ra, cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành cắt bỏ những cây được cho là tiềm ẩn nguy cơ. Tuy nhiên, thì việc cắt tỉa quá trơ trụi đang khiến người dân tỏ ra không đồng tình. Tại công viên Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, hàng loạt cây xanh trong khuôn viên khu vực này vừa được cắt tỉa, trong đó nhiều cây bị cắt trơ trụi, chỉ còn thân và cành. Theo đại diện Tập đoàn Môi trường Xanh, đơn vị phụ trách duy tu cây xanh tại công viên Thanh Đa cho biết, các cây đã được khảo sát trước khi cắt tỉa. Những cây nhiều cành, tán rộng, lá sum suê được cắt gọn để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Tuy nhiên, thì nhiều ý kiến cho rằng việc cắt tỉa cây nên được xem xét lại, bởi khi cắt tỉa quá trơ trụi thì sẽ khiến mất mỹ quan đô thị. Mặt khác cũng gây ảnh hưởng đến quá trình quang hợp của cây xanh. Vừa qua, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai thả 60 động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên. Trong số này thì có một cá thể chăn đất có trọng lượng trên 40 kg. Một số loài động vật hoang dã được thả về tự nhiên bao gồm chăn đất, tê tê Java, rùa răng, rùa đất lớn, rùa lưng đen thuộc nhóm quý hiếm do các tổ chức cá nhân tự nguyện bàn giao cho Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý có một con chăn đất nặng tới 42 kg, tên khoa học là Python bivitatus, thuộc nhóm 2B trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, cũng được thả về môi trường tự nhiên. Trước đó, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phước Bình, tỉnh Ninh Thuận và khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, tỉnh Long An thả 63 cá thể động vật hoang dã thuộc 7 loài: TT Java, rùa núi vàng, rùa hộp lưng đen, khỉ đuôi vàng, khỉ vàng, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ về với môi trường tự nhiên. Liên quan đến thông tin 12 con cá sấu bị sổng chuồng tại Cà Mau lan truyền trên mạng xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh này cho biết đã nắm được vụ việc và khẳng định đây là thông tin sai sự thật.
Trước đó vào ngày 31 tháng 7, một tài khoản Facebook có tên Thanh Lâm đã đăng tải thông tin về việc có 12 con cá sấu bị sổng chuồng tại Cà Mau. Trong bài viết có hình ảnh và dòng chữ cảnh báo Thới Bình, Cà Mau mới sổng chuồng 12 con cá sấu, cá lớn nuôi lâu năm. Mọi người thấy video này nhớ nhắc người thân nhé. Đến 11 giờ 40 phút ngày 1 tháng 8, nội dung đăng tải nói trên có 224 lượt chia sẻ. Qua xác minh vụ việc, địa phương đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, ngành chức năng liên quan để có hướng xử lý cần thiết, đúng theo quy định của pháp luật và để tránh tạo sự hoang mang trong người dân. Người dân cũng cần tỉnh táo, không nên tin vào những nội dung chưa được kiểm chứng. Thị trường chứng khoán châu Á Thái Bình Dương đồng loạt lao dốc trong phiên ngày 2 tháng 8, sau khi cơ quan xếp hạng Fitch hạ xếp hạng tín dụng của Mỹ từ 3A xuống AA+, với lý do suy giảm tài chính dự kiến trong 3 năm tới. Các chuyên gia phân tích thị trường cho rằng điều này sẽ châm ngòi cho làn sóng rút khỏi các tài sản rủi ro và trú ẩn vào những tài sản an toàn hơn. Chốt phiên, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản trượt mạnh 2,3%. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông lao dốc 2,47%, dẫn đầu mức giảm trong khu vực. Trong khi thị trường Trung Quốc đại lục cũng nằm trong vùng tiêu cực với chỉ số Shanghai Composite hạ gần 0,9%. Trong khi đó, chỉ số S&P ASX 200 của Australia giảm gần 1,3% một ngày sau khi ngân hàng dự trữ nước này giữ nguyên lãi suất cơ bản. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm sâu 1,9% sau báo cáo cho thấy chỉ số giá tiêu dùng của Hàn Quốc trong tháng 7 tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất trong hơn 2 năm. Lãi suất tiết kiệm tại các ngân hàng đầu tháng 8 phần lớn ghi nhận xu hướng giảm. Tuy nhiên thì lãi suất tại một số kỳ hạn được điều chỉnh tăng nhẹ. Ở khối ngân hàng thương mại có vốn nhà nước, lãi suất tiền gửi tiết kiệm được giữ nguyên so với tháng 7. Theo đó, BIDV, Vietcombank, Vietinbank đều niêm yết lãi suất tiền gửi tiết kiệm cho kỳ hạn 6 và 9 tháng là 5% một năm, còn kỳ hạn 12 và 24 tháng là 6,3% một năm. Ở khối ngân hàng thương mại cổ phần, biểu lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng tiếp tục được điều chỉnh giảm với mức giảm thêm từ 0,1% đến 2,2% tùy kỳ hạn. Tuy nhiên, lãi suất tại một vài kỳ hạn được điều chỉnh tăng nhẹ, như tại CB Bank, lãi suất kỳ hạn 6 tháng tăng từ 7,2% lên thành 7,3% một năm. Vietbank cũng tăng nhẹ lãi suất thêm 0,1% một năm với các kỳ hạn trên 5 tháng khi gửi tiền trực tuyến. Công ty cổ phần chứng khoán VN Direct dự báo lãi suất huy động bình quân có thể về mức từ 6,5 đến 6,8% một năm vào cuối năm nay và xuống thấp hơn nữa vào năm tới. Dòng tiền của nhà đầu tư vì thế có thể dịch chuyển một phần sang các kênh đầu tư khác để hưởng mức lãi suất cao hơn. VN Direct cho rằng xu hướng này sẽ rõ nét hơn trong giai đoạn cuối năm 2023. Thưa quý vị, IFRS là chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế. Nội dung được thiết kế và phát triển bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế. Sự ra đời của IFRS cung cấp một khuôn khổ quốc tế về cách lập và trình bày báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng một cách hệ thống và minh bạch hơn. Vì thế, Ngân hàng Thế giới khuyến cáo các quốc gia nên ưu tiên chấp nhận IFRS bởi các chuẩn mực này được quốc tế chấp nhận rộng rãi. Những năm qua, Ngân hàng Thế giới đã chấp nhận IFRS và dựa theo nội dung này làm cơ sở cho việc trình bày các báo cáo tài chính được đệ trình của những khách hàng sử dụng các khoản vay và tín dụng của ngân hàng này. Dù vậy, tại Việt Nam, tỷ lệ doanh nghiệp áp dụng chuẩn mực này vẫn còn khá ít ỏi, dù có tăng lên trong những năm qua nhưng vẫn chưa trở nên phổ biến như kỳ vọng. Nhận thức được rõ vai trò của IFRS trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp đại chúng tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã đưa ra lộ trình áp dụng IFRS tại doanh nghiệp. Trong đó, từ sau năm 2025 là giai đoạn bắt buộc. Vì thế, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận với những kiến thức về kế toán, kiểm toán quốc tế, mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc đã triển khai chương trình phát triển nguồn nhân lực về kế toán công chứng và chương trình đào tạo nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn và năng lực cạnh tranh quốc tế thông qua chuẩn mực báo cáo tài chính IFRS. Chúng tôi sẽ có những kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và những cộng đồng nguồn lực trên toàn cầu để sao cho có thể mang thêm cho doanh nghiệp vừa và nhỏ những cái công cụ, những cái kiến thức và những cái mạng lưới tốt hơn để có thể tăng khả năng cạnh tranh trong thời gian tới. Và cái điểm thứ hai là chúng tôi có một mạng lưới nhân tài ACCA gồm hàng nghìn hội viên và rất nhiều học viên ở trên cả nước và cộng đồng hơn 50 trường đại học cao đẳng liên kết với ACCA. Thì qua đó chúng tôi có thể là tự tin hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong quá trình phát triển nguồn nhân lực. Theo khuyến cáo của Ngân hàng Thế giới, các quốc gia nên ưu tiên chấp nhận IFRS hơn là xây dựng các thông lệ kế toán theo điều kiện của từng nước, bởi các chuẩn mực này được quốc tế chấp nhận rộng rãi.
Điều này không chỉ giúp cho các doanh nghiệp nước ngoài khi muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam có thể tìm hiểu và tiếp cận thông tin một cách minh bạch hơn thông qua báo cáo tài chính, mà còn mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt là về mặt quản trị nhân sự. Thì với cái việc là hội nhập kinh tế như vậy thì cái thông tin tài chính của doanh nghiệp Việt Nam ngày càng minh bạch, càng tin cậy hơn ở trong các cái mắt các cái nhà đầu tư nước ngoài. Do vậy là có rất là nhiều cơ hội để hội nhập trong việc là tăng cường cái năng lực của cái đội ngũ nhân sự, kế toán, rồi cải thiện về mặt quy trình, hệ thống kiểm soát nội bộ khi mà áp dụng IMS. Chúng ta sẽ có cái thông tin để mà so sánh giữa các cái doanh nghiệp với nhau, và cơ sở này để gì? Để cho các nhà đầu tư họ dựa vào đó để họ đánh giá, họ xem xét, thì doanh nghiệp mà đánh giá xem xét đó sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể huy động được cái nguồn vốn, có thể đi vay, hoặc thậm chí là thông qua cái báo cáo tài chính đó thì giúp cho doanh nghiệp minh bạch cái báo cáo tài chính. Nhận thức được rõ vai trò của IFRS trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp đại chúng tại Việt Nam, Bộ Tài chính đã đưa ra lộ trình áp dụng chuẩn mực này, trong đó từ sau năm 2025 là giai đoạn bắt buộc. Bởi vậy, ngay từ bây giờ, doanh nghiệp cần chủ động tự đánh giá và sắp xếp lại hệ thống để có thể sẵn sàng chuẩn bị áp dụng IFRS. Về mặt con người, doanh nghiệp phải chuẩn bị về cái đội ngũ đào tạo bài bản thông qua các tổ chức uy tín để chúng ta nắm được những cái kiến thức tổng quan cũng như là các kiến thức chi tiết khi mà doanh nghiệp thông qua áp dụng về cái IFRS. Cái thứ hai, tôi thấy rằng là về phía doanh nghiệp thì các lãnh đạo của doanh nghiệp cũng còn phải đánh giá được cái tổng quan, cũng phải hỗ trợ cho cái việc thông qua này, hỗ trợ thông qua con người, hỗ trợ thông qua nguồn lực để chúng ta áp dụng thời gian tới. Khi áp dụng IFRS, các doanh nghiệp nói chung sẽ phát sinh một số chi phí đầu tư ban đầu phục vụ cho việc đào tạo lại nguồn nhân lực, đồng thời cũng thay đổi hệ thống thông tin, phần mềm kế toán. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu là tương đối lớn, nhưng xét về lâu dài thì những lợi ích từ việc minh bạch hóa thông tin, thu hút nhà đầu tư không những sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn các chi phí ban đầu mà còn giúp doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững. Giải ngân đầu tư công thành phố Hồ Chí Minh 7 tháng đầu năm chỉ đạt hơn 26%, thấp hơn cả mục tiêu đến hết tháng 6 phải đạt 35%. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các dự án chưa giải ngân cần chấn chỉnh, rút kinh nghiệm và có đề xuất ngay các giải pháp, tập trung giải ngân vốn cho các dự án đang thực hiện hoặc chuẩn bị thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng chiếm 1/3 tổng vốn đầu tư công của thành phố, hơn 20.000 tỷ đồng. Đây là công việc khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực từ các đơn vị liên quan, vì nó sẽ quyết định đến kết quả giải ngân các tháng còn lại của thành phố.